Các bạn ơi, các bạn muốn biết cách làm để thông minh không? Nhút nhát quá, phải làm sao? Để tự tin. Không khó lắm đâu. Còn mình muốn các bạn sẽ sống yêu thương mỗi điều nữa. Còn mình rất là tâm sự với gia đình. Bé yên tâm, có rất nhiều cách để làm ba mẹ và đó là những điều chúng con muốn gửi hết lại tại thất số người đó. Xin chào tất cả quý vị, chào quý phụ huynh và chào các bạn nhỏ. Chúng ta đang đến với chương trình Người Lớn Thu Nhỏ. Đây là một chương trình do HSO Kids phối hợp với BHT Media sản xuất. Và quý vị thân mến, đây là một chương trình mà ở nơi đây chúng ta sẽ được lắng nghe những câu chuyện, những góc nhìn, những tâm sự buồn vui của các bạn nhỏ về nhiều góc nhìn, nhiều chủ đề trong cuộc sống. Ví dụ như là sự nhút nhát, ví dụ như là sự tự ti nhiều lắm. Và ở nơi đây nha, chú Minh Hiếu sẽ là sứ giả của chương trình. Hy vọng là sẽ được tất cả các bạn nhỏ gửi gắm những cái sự suy nghĩ giống với những người khách mời ở bình luận của chương trình, để chú Minh Hiếu có thể trả lời từng cái bình luận để ở nơi đó giúp cho các con có thể có được một người bạn đồng hành, không chỉ là khi xem chương trình mà cả ở ngoài đời nữa. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề nào của Người Lớn Thu Nhỏ đây? Bạn ơi, cho Hiếu hỏi bạn nha, bạn có lười biếng không? Tại ai cũng nói là mập và lười như heo đó. Bậy rồi, không có đâu. Vậy hả? Vậy là xưa giờ người ta đổ thừa oan cho loài heo chúng mình. Ớ lộn, loài heo chúng mình đúng không? Em có thấy chưa? Khi mà Hiếu nhìn vào cái sự dễ thương của bạn, Hiếu bị nói liệu. Xin lỗi nha, xin lỗi quý vị khán giả. Đó, ai nói lười như heo đâu, đúng không ạ? Mà đôi khi con người của chúng ta cũng còn lười đó. Nhất là nhiều bạn nhỏ suốt ngày thích đi chơi, thích đi ăn mà quên mất làm bài, quên mất là mình phải chăm chỉ để mà mình có thể học tập thật tốt. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp một tấm gương sáng, một tấm gương mà đại diện cho rất nhiều những bạn chăm chỉ khác góp mặt trong Người Lớn Thu Nhỏ. Xin được giới thiệu Gia Bảo. Chào con. Chào mọi người. Xin được chào Gia Bảo. Ngày hôm nay Gia Bảo có thể giới thiệu với quý vị khán giả biết đôi điều về con hay không? Con bao nhiêu tuổi nè? Con đang học ở trường gì? Dạ con tên là Huỳnh Gia Bảo. Năm nay con 10 tuổi. Con học ở trường tiểu học Minh Đạo. À, cùng trường với lại chú Minh Hiếu luôn đó. Dạ. Chú Minh Hiếu có tuổi thơ đó rất là nhiều. Và chú Minh Hiếu cũng từng là một bạn nhỏ rất là chăm chỉ học. Không phải khoe đâu nha quý vị, mà bởi vì từ nhỏ Minh Hiếu đã được gia đình dạy dỗ rằng chỉ cần chúng ta chăm chỉ thì thành công sau này chắc chắn sẽ có. Ngày hôm nay Gia Bảo cũng là một bạn có thành tích học tập cực kỳ nhiều giải thưởng, thậm chí là về thể thao, về kỹ năng biểu diễn nghệ thuật nữa. Ôi, bản thân Minh Hiếu cũng rất là bất ngờ và chắc chắn luôn, một minh chứng của sự chăm chỉ đây. Vậy thì Gia Bảo, con có thể cho quý vị khán giả biết thế nào gọi là chăm chỉ hay không? Dạ, chăm chỉ giống như là mình siêng năng, mình làm một cái việc gì đó, mình làm để được một cái thành tích mà mình mong đợi. Chăm chỉ còn có những cái thể hiện như thế nào để mình nhìn mình biết à, bạn này siêng năng à nha? Dạ, giống như là mình cố gắng mình làm một cái việc gì đó. Đúng rồi, cái gì nữa ta? Cố gắng. Rồi mình sẽ không bỏ. Không bỏ cuộc. Đúng luôn. Bởi vì có nhiều bạn á, chăm chỉ được khúc đầu nhưng khúc sau gặp nhiều khó khăn, các bạn ấy bị trùng chân á, các bạn ấy không dám thể hiện. Vậy thì Gia Bảo á, là một bạn mà đạt được rất nhiều giải thưởng đúng không? Con có thể kể cho chúng mình Hiếu nghe một vài những giải thưởng con đã có không? Dạ, con đã đạt được những giải thưởng như là giải nhất cầu lông cấp trường. Wow. Giải ba cầu lông cấp quận. Wow. Gì nữa? Giải nhất hội thi nick vẽ xanh của trường. Và giải nhất cuộc thi gửi lời tri ân chào mừng ngày 20 tháng 11 của trường. Có cái gì con thi mà con không được giải nhất nữa không?
sao mà quá trời giải nhất vậy? Một dành một tràng vỗ tay. Vậy thì con đã luyện tập như thế nào để mà con chinh phục được những cái cuộc thi lớn như vậy? Dạ con đã luyện tập, con đã dành nhiều thời gian cho cái đó hơn. Ví dụ như là bộ môn cầu lông đi, thì nhiều người nghĩ đó là một bộ môn mà chỉ cần có sức khỏe thôi, và nếu như thi á thì chỉ cần bạn khỏe là bạn sẽ chiến thắng. Chú Minh Hiếu nghĩ vậy có đúng không? Mình có cần thêm những cái gì, ví dụ như là mình phải tập luyện kỹ thuật ra sao, mình phải dành nhiều cái thời gian cho nó như thế nào để gọi là chăm chỉ? Dạ theo con là mình phải cố gắng tập luyện và dành nhiều thời gian cho nó hơn. Con đã tập luyện cái bộ môn cầu lông nó như thế nào? Dạ thì con cũng có đi học cầu lông. Các thầy các cô kêu con tập luyện ra sao để mà con đạt được thành tích đó? Vì chú Minh Hiếu và nhiều bạn nhỏ cũng rất là ngưỡng mộ để mà đi thi cái là thắng được giải lớn như vậy đó. Thì con có thể kể một cái quá trình mà con đã đi tới cái giải nhất của môn cầu lông, con đã tập luyện từ bao nhiêu lâu, từ mấy giờ tới mấy giờ, mồ hôi ướt áo ra sao, và có bao nhiêu lần bị thương hay không, ví dụ như vậy? Dạ thì con tập từ 7 giờ tới 9 giờ. Ồ, 2 tiếng. Rồi có bao giờ con bị thương mà con nản lòng, con không muốn tập nữa không? Dạ có một hôm con bị bệnh. Ờ. Con cũng, lúc đầu con cũng không muốn đi tập cho lắm. Lúc sau con nghĩ lại là mình phải cố gắng để mình đạt được giải cao. Yeah, quá hay. Gia Bảo cũng đã truyền cho chúng ta những cái thông điệp là cuộc sống đôi khi có những cái sự khó khăn. Không phải là tụi con nghĩ khó khăn đó là một cái gì đó khủng khiếp đâu. Có những cái ví dụ như là tụi con buồn ngủ, tụi con đang học thì tụi con đói bụng, hoặc tụi con nhìn thấy bạn bè đi chơi chỗ này chỗ kia với gia đình của mình, thì mình lại nghĩ là tại sao giờ này mình lại phải ngồi mình học. Nhưng các con không biết rằng chính cái sự chăm chỉ của các con ngay từ bây giờ, sau này khi mà các con đạt được những con điểm cao, các con đạt được những thành tích giống như Gia Bảo, thì các con sẽ được rất nhiều người ngưỡng mộ và họ sẽ hỏi các con bí quyết giống như Gia Bảo bây giờ. Thì chú Minh Hiếu bây giờ muốn tham gia với con một cái trò chơi. Con sẵn lòng tham gia một cái trò chơi để thể hiện sự chăm chỉ của mình không? Dạ được. Thử ha. Bây giờ chú Minh Hiếu sẽ giao cho con một cái từ khóa và con sẽ có 30 giây. 30 giây thôi nha. Để mà mình tập một cái đoạn thông điệp động viên các bạn là hãy cố gắng luyện tập mọi lúc mọi nơi, chăm chỉ học hành mọi lúc mọi nơi, và chú Minh Hiếu sẽ không nhìn thấy những cái sự tập luyện của con, và con phải tự tập trước ống kính. Con nhẩm lời hay con làm bất cứ một điều gì đó, khi chú Minh Hiếu quay trở vào là con phải thể hiện thật tốt, để cho các bạn thấy là để đứng nói được trước ống kính mình phải tập luyện như thế nào. 30 giây thôi, chú Minh Hiếu tin con sẽ làm được. Bắt đầu, mời con. Con tự ngồi nhẩm lời tập trước ống kính nha. Rồi, chúng mình Hiếu quay trở lại rồi đây. Chà, đứng từ xa nhìn thấy bạn Gia Bảo tập mà phải nói say mê luôn, nhiều động tác lắm. Bây giờ là lúc mình thể hiện thôi. Xin mời Gia Bảo. Chúng ta cần phải cố gắng tập luyện thật nhiều để đạt được thành tích cao trong cuộc sống. Và dĩ nhiên, chúng ta còn phải luôn luôn giữ cho mình một sự kiên trì, cái sự chăm chỉ đó. Bởi vì sao? Nếu như chúng ta chỉ chăm chỉ một lần thì kết quả chúng ta có được cũng chỉ là một lần 10 điểm mà thôi. Nhưng nếu như chúng ta cứ cố gắng chăm chỉ ngày này qua ngày khác, thì các con có biết không, cái sự chăm chỉ nó sẽ biến thành một cái thói quen. Từ thói quen hình thành tính cách, và từ tính cách sẽ trở thành số phận của chúng ta. Và chúng ta sẽ luôn là một người chăm chỉ trong mắt của người khác. Giống như mỗi lúc nhắc đến Gia Bảo là chú Minh Hiếu nhắc đến một cậu bé rất nhiều bề dày giải thưởng, và minh chứng cho việc là con đã cố gắng rất nhiều. Yeah, với chú Minh Hiếu cái. Yeah. Hy vọng là tinh thần của chương trình cũng đã giúp cho quý vị phụ huynh và các con biết là ngay bây giờ chúng ta sau khi xem chương trình, ngày mai chúng ta đi học, chúng ta còn bài gì chưa làm, còn bài gì chưa ôn, thì chúng ta phải lấy tập vở ra, chăm chỉ. Chính xác luôn. Và bây giờ xin được mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ phải chuẩn bị tạm biệt nhau rồi. Nhưng mà không sao,
mình sẽ còn gặp nhau rất nhiều những tập tiếp nữa với những chủ đề hấp dẫn, thú vị và đào sâu hơn thế giới nội tâm của trẻ thơ. Và bây giờ thì chú Bá Tăng Minh Hiếu và Gia Bảo xin chào tạm biệt, cũng như hẹn gặp lại.